Mình làm bếp Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mình làm bếp Bình Dương nha. Em chào chị nha, em chào anh trai. Dạ. Nhìn anh chị giống nghệ sĩ ghê luôn á. À, chị là MC hay là diễn viên? Dạ, MC với diễn viên, với ca sĩ. Anh này là diễn viên với MC. À. Dạ. À. Không biết là mình lên mấy lần rồi ha? Dạ, bây giờ mới lên. À, lên lần đầu mình lên luôn á chị. Dạ. Rồi thôi mời anh chị qua bên viếng cậu ha. Dạ. Hiện tại thì có các anh chị ở bên chị là MC đúng không? À chắc sáng giờ rồi đó, sáng giờ rồi. Không không mình cứ để đi mình để. Có vô nhưng mà đi về rồi phải. Hai làm gì? Để đâu vậy? Để hai không biết chỗ kia. Ơi em tai và vì lại mà tim nói chưa chưa chẳng thể nghĩ bạn buồn ngày đi tam bộ tao làm cho tam bộ chúng trời rộng vâng. Trời bây giờ là bắt đầu nắng rồi ha. Bây giờ mới có 8:49 ngày 30 tháng 6. Ở Bình Dương xuống. À Bình Dương. Dạ anh này Bình Dương xuống nha. Có nhiệm vụ còn nó nguy hiểm rồi. Này ông thăng long từ bi lớn thương cho cả loài chúng sanh và tam bồ chúng. Nắng quá anh chị mình lấy dù đi cho mát. Dù bên đây đi chị. À, sau khi anh chị cúng xong ha, anh Trọng sẽ phát lộc cho các anh chị. Bây giờ ai tới trước thì sẽ có luôn. Đúng rồi, lộc này chắc con có tới trưa hết rồi. À, chút xíu à. Mỗi ngày hai thùng nước. Hiện tại là mình làm MC ở Bình Dương ha, là đâu chị? Em làm thì em hay làm ở khu vực Long An. À Long An. Tại vì mình mới. À. Mới nên làm ở trên này ít lắm. Dạ. Trừ khi nào mà ngày động người ta không có MC người ta kiếm mình. Dạ. Còn là em làm với Long An. Dạ. Mình làm nghệ thuật mình sẽ diễn được cái gì mình sẽ diễn. Dạ. Anh trai là bên diễn viên. MC. À. Nhưng mà toàn là MC tay ngang, diễn viên tay ngang thôi. Cũng đi đóng phim rồi được mấy anh chị bên đạo diễn cũng thấy. Dạ. Cũng được mọi người yêu mến. Dạ. Xưa giờ là cố gắng cố nặng cố gắng. Dạ. Anh trai là bên cũng diễn viên hả anh? Mình là diễn viên vừa hen. À. Có đánh giếng không? Dạ. Đây là thần tượng của mình. Dạ. Và mình rất là yêu nghệ sĩ Vũ Linh. Cho nên khi ông mất á, mình có đến một lần. Dạ. Lần thứ hai. Dạ. Dạ. Cho ông tốt đẹp ở bên kia thế giới. Dạ. Dạ. Phù hộ cho tụi em ngày ngày phát triển. Dạ. Dạ.
cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Anh các anh chị là bên MC MC là, hả? MC cũng diễn viên. Dạ. Hiện tại là chủ yếu là MC. MC hả? Dạ. Thì sắp tới này là có tham gia gia chương trình Giọng Hát Vàng. Tại vì mình là giống như gọi là nghệ sĩ, và chỉ là nghệ sĩ nghiệp dư của công chúng mình bình thường thôi, chứ không phải là của cả nước hay là của thế giới gì đó. Mình đang rất là nhỏ bé luôn nha. Dạ. Yêu mến thì mình làm cái nghề là mình muốn xe duyên cho ta thôi. Dạ. Dạ. Dạ thì em đợt này cũng muốn tiến xa một xíu. Để thăm cậu thì em ở dưới Đại Nam. Em lên đây rồi mấy anh em trên này. Dạ. Rồi mấy anh em tụ họp nhau rồi đi. Dạ. À, chị có được diễn phúc là gặp cậu Năm ngoài đường lần nào chưa? Em nói thiệt là hồi nhỏ thì em hay nghe cải lương Ngọc Huyền dựng lên ở Mỹ. Nhưng mà từ năm 23 là em lẻ mất rồi. Em về quê là nhạc của chị mình. Và bên hàng xóm thì người ta chỉ mở nhạc thôi bây giờ cho mình nghe thôi. Nên là yêu mến mà hát không có được. Thực sự không hát được. Bây giờ em đang tập nhưng mà vẫn chưa hát được. Rồi, tụi em cảm ơn anh chị rất là nhiều ha, đã dành cái thời gian quý báu của mình để đến viếng mộ của cậu Năm. Thì chúc cho anh chị là nhiều sức khỏe cũng như là thành công trên cái con đường nghệ thuật của mình. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị một lần nữa, cảm ơn anh chị. Dạ. Bây giờ mình có thể là chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm ha. Dạ. Rồi bây giờ mình nhường cái không gian lại để cho các anh chị có một cái không gian để chụp hình làm kỷ niệm ha. Đúng rồi. Đúng rồi, trời đàn này. Để hỏi tên gì chưa? Hả? Chị tên gì? À, chưa hỏi tên. Phải hỏi tên mới được luôn á. Anh em ghê thiệt. Sợ chị ngại á. Đúng rồi. Đờ đến quà cho bà xã mát nha. Mát chưa? Ở giữa trưa mà có một cái quạt hay giống như có một cái cơn gió lạ vậy. Anh trai thì đang chụp hình cho cậu, chụp hình kề cận bên cậu ha. Nhìn anh này em thấy cũng hơi quen rồi. Nhìn ảnh giống anh Long Nhật. Giống giống. Anh nhìn cũng giống giống. Nhìn từ xa đúng không? Em thấy giống không? Cũng hơi giống nhưng mà chú Long Nhật hình như là ốm hơn chút xíu. Rồi tới anh áo đỏ ha, anh áo đỏ thì hơi trầm tính ha. Trầm tính luôn. À, chị MC thì chị hoạt bát ha. Diễn viên anh Thanh Trần. Rồi bữa nay anh Thanh Trần anh xuất hiện. Chào mấy ngày. Chào mấy ngày. Đến đây thì 15 Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mà thấy kênh hay, hữu ích hay like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.